Rồi xin chào các anh em đã quay lại kênh của Giang Vlog. Video ngày hôm nay mình sẽ cập nhật giá của Vision 2024 là cho các bạn tham khảo nha. Thì những anh em nào đang dự định mua Vision để đi làm hoặc là đi công việc hàng ngày thì anh em có thể tham khảo video của Giang nha. Giá này Giang báo để cho các bạn tham khảo nha các bạn, chứ nó cũng không có chính xác được 100% nha, tại vì giá thì nó thay đổi theo từng ngày nha anh em. Nên Giang sẽ để cái số điện thoại của nhân viên ở trên màn hình. Anh em nào trong tỉnh Kiên Giang mà anh em muốn mua Vision với giá tốt thì anh em có thể liên hệ cái số điện thoại danh để trên màn hình nha. Anh em điện vô cái số điện thoại này thì nhân viên nó sẽ tư vấn cho các bạn cũng như là sẽ báo giá lăn bánh chính xác 100% địa phương của các bạn đang ở luôn nha. Rồi, bây giờ trước mặt anh em đây là chiếc Vision thì danh báo giá dao động nha các bạn, chứ nó không chính xác nha. Vision thì dao động từ 32 triệu cho tới 38 triệu. Là lăn bánh luôn nha các bạn, dành cho những anh em đang có hộ khẩu ở tỉnh Kiên Giang. Thì Danh thấy cái giá xe này thì nó cũng là khá là tốt nha các bạn. Thì cũng có nhiều nơi báo giá xe thì Danh thấy báo giá cao hơn. Còn riêng Kiên Giang thì Danh thấy cái giá xe này dao động từ 32 triệu cho tới 38 triệu là lăn bánh luôn. Đối với những anh em ở tỉnh Kiên Giang thì giá xe này cũng khá là tốt nha các bạn. Cụ thể thì Vision cái phiên bản màu xanh anh em đang xem trên màn hình và màu trắng thì nó dao động khoảng 34 đến 35 triệu nha các bạn, còn cái màu đen này thì nó tầm khoảng trên dưới 32 triệu nha các bạn. Trên dưới 32 triệu là lăn bánh luôn đó nha. Cái này phiên bản màu đen là phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản chịu bó chìa. Còn màu đỏ là phiên bản cao cấp thì nó trên dưới khoảng 34 triệu. 34 triệu. Còn phiên bản màu xanh là màu xám xi măng này là phiên bản thể thao nha anh em. Thì nó lăn bánh luôn trên dưới khoảng 38 triệu. Dành cho những anh em đang có hộ khẩu tại tỉnh Kiên Giang thì anh em cứ liên hệ cái số điện thoại mà Danh để trên màn hình đi. Thì nhân viên sẽ báo giá chính xác cho các bạn luôn. Còn giá danh báo là chỉ mang tính chất tham khảo thôi, anh em cũng thông cảm nha. Xe này rất là bền nha các bạn. Màu xanh phiên bản đặc biệt này thì nó khoảng trên dưới 35 triệu nha anh em. Còn màu trắng thì nó rẻ hơn, phiên bản cao cấp thì nó rẻ hơn, nó khoảng trên dưới 34 triệu. Màu trắng với màu đỏ là chung chung giá nha các bạn. Màu đỏ này nè là chung giá nha. Màu trắng với màu đỏ là chung giá, còn màu đen thì là rẻ nhất, trên dưới khoảng 32 triệu. Giá xe cũng đang rất là tốt nha các bạn. Xe này Danh cũng đang sở hữu một chiếc Vision màu trắng đó các bạn. Anh em nào theo dõi kênh của Danh thì anh em cũng biết rồi. Vision này cái ưu điểm của nó là giá thì nó rẻ nhưng mà cái chất lượng của nó thì rất là ok nha các bạn. Danh cũng đang sử dụng xài tới bây giờ cũng rất là ok, xài hơn một năm rồi, rất là bền bỉ luôn. Nhiều anh em này thì cũng đã công nhận cái điều này rồi. Rồi đó là giá các bạn tham khảo nha, dao động từ 32 triệu cho tới 38 triệu nha các bạn, là lăn bánh nha. Dành cho những anh em đang có hộ khẩu tại tỉnh Kiên Giang, giá xe là cũng đang khá là tốt nha anh em. Anh em nào đang dự định mua xe thì anh em có thể tham khảo video này. Màu trắng cũng rất là đẹp các bạn. Màu trắng là chiếc xe của Danh đang sở hữu đó các bạn, phiên bản cao cấp. Màu xanh là phiên bản đặc biệt, còn màu đen này là phiên bản tiêu chuẩn, còn màu đỏ là phiên bản cao cấp. Màu đen này rất là đẹp nha anh em. Rồi Danh xin phép kết thúc video tại đây nha. Hẹn anh em ở video tiếp theo. Rồi, chào các anh em.